Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn trong chiều nay, nước sông suối lên cao, nguy cơ gây ngập ngầm tràn, bà con di chuyển cần hết sức lưu ý. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị! Chiều nay đến sáng mai, khu vực Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông, vùng núi và Trung du có mưa vừa mưa to với lượng từ 30. Dâng cao khiến các ngầm tràn dễ bị ngập sâu. Trong dòng nước chảy xiết, người và xe có thể bị cuốn trôi nếu có